Các bạn thì chép tí tách trung âm nhẹ nhàng ngọt ngào. Thì giờ vừa rồi mình chia test anh em mình nghe một cái đoạn nhạc với cặp loa đồng trục University có model là 6201 series 200. Thì cái cặp này anh em mình xem cái clip tối qua đó thì mình có chia sẻ anh em mình rồi. Thì mình xin làm lại một cái clip mình test riêng để anh em mình tiện theo dõi hơn. Thì trước tiên thì mình chia sẻ anh em mình về cái hình thức thì lo hàng về, còn anh em mình thấy là giấy lo còn đẹp, gân vải tẩm dầu. Thì đặc trưng của dòng University Series 200 á, thì sử dụng gân vải màu cam và nó có cái viền gon lo bằng gỗ kiểu những cái nút chai trong rượu vang như đó các bạn, mà cũng còn vàng tươi vậy, khá là đẹp. Sử dụng một cái con chép kèn này thì được làm bằng nhựa như các bạn, anh em hay gọi là nhựa. Thì giấy lo này mình thấy là còn khá là đẹp ha, còn khá là đẹp và mới, con này hàng còn nguyên zin nhé các bạn. Thì có một điều ở cái cặp này mình muốn chia sẻ đến anh em của mình đó. Để mình tắt con đi đèn, đi ngang đi qua lại nó hơi nóng. Thì đèn nó không ù xì luôn mà, tắt nhạc vẫn không ù xì. Thì cái cặp loa này các bạn thì hàng về thì nó bị khác hai cái tem bằng nhôm. Và chung là hai cái tem nhôm, một cái là tem in màu, một cái là tem dập nổi. Thì trước tiên mình chia sẻ với em mình ha. Thì nó cùng là model mà cùng là series 200. Mình như là cái nó bị sản xuất cái trước cái sau hay sao mình cũng không biết, nhưng mà hàng về nó có làm sao mình sẽ chia sẻ anh em mình như vậy. Vì về hình thức này anh em mình thấy nó cùng model thì tất nhiên là cái xương lo nó sẽ giống nhau. Và cái cặp mà 6201 này thì nó cùng với cái xương lo là 312 series 200 luôn ha. Thì giờ mình chia sẻ anh em mình là cái tem, phần tem nha. Thì mình sẽ đọc thông tin về cái lo này, University ha. Series 200 model là 6201. Chở kháng dao động từ 8 đến 16 ohm, công suất là 35W, sản xuất tại Mỹ ha. Và bên đây cũng vậy, nhưng mà cái tem anh em mình lưu ý nha, nhìn ha.
Tại nhiều lúc mình bán hàng thì anh em mình ở xa mua không à. À thì mình sẽ chia sẻ anh em mình cho nó rõ, vậy sau này anh em mình mua thì nó cũng khỏi ngỡ ngàng. Model ha 6201 University Series 200, trở kháng gia động từ 8 đến 16 ohm, công suất là 35W, made in USA. Thì nó cũng như nhau, chỉ khác nhau là có hai cái tem thôi các bạn. Đấy, nói chung là tem này nếu mà bình thường thì người ta sẽ làm cái tem mới, nhưng mà làm thì nó tốn kém lắm, làm nó tốn kém với nó giả rồi, nó giả rồi. Thì anh em mình biết là anh em mình chơi trong cái giới lo toàn giải đồng trục cổ cũ như thế này ấy, thì hàng đã rất là nhiều năm rồi. Đó, thì cái mong muốn anh em mình là kiếm được đúng cặp lo. Cái vấn đề á thì cái màng lo là phải zin chưa thay ha, găng luồn nên còn đẹp nét, không có bị gãy hay là gì hết. Và con này nó chỉ khác nhau là chỗ cái tem này thôi, ngoài ra nó không có gì khác nhau hết. Và nhờ cái ưu điểm đó mà cái cặp loa này có giá là 13 triệu 500 ngàn. Anh em mình có nhu cầu sử dụng một cái cặp loa đồng trục Mỹ Bass 30, một cái thương hiệu lớn luôn, University, thì có thể sưu tầm cặp loa này chơi. Thì giá là 13 triệu 5. Cặp loa này độ nhạy khá là cao và trầm xuống rất là mềm và sâu, rất là dễ ghép âm ly luôn ha. Giá là 13 triệu. Thì anh em mình hay tham dò hay tham khảo cái clip này, anh em hãy tra cái model là University 6201. Giá là 13 triệu 5. Thì cái clip mình xin kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại anh em mình ở cái clip sau. Chúc anh em mình buổi sáng vui vẻ và hạnh phúc, tràn đầy niềm vui nha. Xin chào mọi người. Cảm ơn anh em mình rất là nhiều.